Chào toàn thể anh em nhé. Thì hôm nay em sẽ có một cái bài test thực tế cho cái mẫu Acuza 450 N này. Thì em sẽ bắn trực tiếp ở đây. Em có ba cái con vít gỗ này. Đầu của nó đang sử dụng đây là đầu ốc này là ốc 17 anh em ạ. Đây là ốc 17. Và em sẽ sử dụng cái đầu khẩu 17 này để bắn cái con vít này vào cái cục gỗ này xem là liệu con này nó có bắn được hay không nhá. Và cái chiều dài của nó đây là 12 cm. Ok, bây giờ em sẽ bắn luôn nhá. Đây là đầu khẩu 17 anh em này. Đầu khẩu 17 nhá. Ok. Đấy, kịch luôn anh em nhé. Cây tươi kịch luôn anh em, rất là khỏe luôn. Quay luôn bắn vào cái cây tươi một phát thì nó ăn vào cây sọt. Ok, bắn kịch luôn. Kể cả cái hết rồi vào đấy.